Lẩu là lựa chọn được nhiều gia đình ưa thích vào các dịp họp mặt hoặc trong các bữa tiệc vì có thể kết hợp thêm với mì, bún và rau. Món ngon cuối tuần xin gợi ý món gà nấu măng chua, không chỉ có thể ăn cùng cơm mà còn có thể dùng như một món lẩu thơm ngon, đậm đà, kích thích vị giác. Dù thời tiết oi bức hay se lạnh thì món gà nấu măng chua cũng hết sức phù hợp để cùng nhau thưởng thức, trò chuyện sau một tuần học tập, làm việc. Và phần lẩu gà của chúng ta đã xong rồi. Dạ, bây giờ anh mở nắp nha. Hồi nãy anh nghe anh nói cái món này thôi em thấy lạ tai. Anh làm cái em thấy lạ mắt, bây giờ để ăn thử coi nó lạ miệng làm sao nè. Ok. Cái gà này nãy em nhìn thấy nấu em tưởng là nó dai, nhưng mà bây giờ được cắn luôn nó mềm. Đó, vừa miệng lắm luôn á. Với một nồi gà nấu măng chua này chúng ta ăn kèm vào những ngày thời tiết se lạnh nè. Rồi những ngày mà hội họp với bạn bè quý vị cũng rất là vui và ấm cúng.